Vừa qua, em họ ca sĩ Kim Ngân là Già Nguyễn đã đăng tải một clip quay lại cảnh nữ ca sĩ đang ngồi hát. Chính vì thế, anh bị khán giả của Kim Ngân chỉ trích một cách nặng nề. Bức xúc trước điều này, Già Nguyễn đã lên tiếng. Hiện tại, chị Kim Ngân đang ở với gia đình tôi. Tôi thấy chị ấy vui vẻ nên hôm nọ có đưa chị ấy ra để gặp một số bạn bè cũ, hy vọng giúp cho chị ấy phần nào. Tôi không hề có mục đích lôi chị Kim Ngân ra trình diễn, làm trò để quay clip kiếm tiền. Nhưng rất buồn là một số YouTuber nói tôi nhục nhã khi lôi chị Kim Ngân đi biểu diễn kiếm tiền. Tôi nói thẳng, tôi không có gì nhục hết. Tôi làm đúng lương tâm, làm đúng vai trò người em của chị Kim Ngân và giúp đỡ quan tâm chị ấy. Mọi thứ đúng sai như thế nào cứ để thời gian trả lời, rồi mọi người sẽ thấy chị ấy thay đổi ra sao. Còn hiện tại, mọi người cứ lao vào chỉ trích tôi, vẽ chuyện nọ chuyện kia ra, tôi cũng chẳng biết nói sao. Tình hình chị Kim Ngân hiện tại như thế nào, tôi sẽ update lên một số kênh YouTube, nhưng tôi không hề kiếm tiền từ việc này. Tôi cũng không cấm cản ai hay bất cứ người nào, kênh truyền thông nào quay về chị Kim Ngân. Tôi chỉ mong mọi người nếu quay thì phải được sự đồng ý của chị Kim Ngân, đừng mang những gì xấu của chị Kim Ngân lên hay hạ nhục chị ấy. Tôi nói thật, bản thân mỗi con người không ai muốn mình bị hạ nhục hay lôi cái xấu của mình ra. Vì vậy, tôi mong mọi người cũng như Thúy Nga đừng lôi cái xấu của chị Kim Ngân ra để làm trò vui cho người khác rồi kiếm tiền. Về phía tôi và gia đình, chúng tôi rất tôn trọng quyền tự do cá nhân của chị Kim Ngân. Nói thật, chị Kim Ngân rất thích ở với tôi, nên một tháng nay chị ấy không hề ngủ lang thang buổi tối, luôn về nhà tôi ngủ. Ban đầu, tôi và bà xã khá lo lắng, nhưng về sau lại rất mừng khi chị Kim Ngân cứ sáng sớm lại ra phố, rồi chiều mò về nhà. Còn nếu ai đó lo được cho chị Kim Ngân thì tôi sẵn sàng nhường lại, không tranh giành. Tôi vẫn luôn nói với chị Kim Ngân rằng nhà tôi chỉ là chỗ ở tạm, nếu chị ấy thích đi đâu thì cứ đi. Như đợt trước có ông thầy nói mua hẳn nhà riêng cho chị Kim Ngân thì cứ mua, tôi đâu cấm cản. Anh cũng chỉ trích Thúy Nga một cách gay gắt để phản bác ý kiến nói rằng mình giành Kim Ngân từ tay Thúy Nga. Nhiều người nói tôi cố tình nhặt chị Kim Ngân về khỏi tay Thúy Nga để giành tiền. Tôi nói thật, tôi không làm YouTube và không cần quảng cáo nên không cần kiếm tiền từ Kim Ngân. Thời gian đầu, Thúy Nga giúp Kim Ngân, tôi mang ơn Thúy Nga chứ không chống đối. Nhưng càng ngày Thúy Nga càng quá đáng nên tôi mới có thái độ. Thúy Nga mang Kim Ngân ra như một công cụ để kiếm tiền và giễu cợt trên sự đau khổ của Kim Ngân. Trong mắt Thúy Nga, Kim Ngân là một người khùng điên và Thúy Nga cố tỏ ra như thế. Chính vì vậy, tôi mới bất mãn lên tiếng. Nhưng tôi nói rồi mà Thúy Nga vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.